Người Syria tị nạn mong muốn can thiệp quân sự. Thưa quý vị, một bản tin từ Zaatari. Người Syria trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan đã bày tỏ mong muốn Tây Phương can thiệp quân sự ở quốc gia của họ. Tại trại tị nạn Zaatari là trại tị nạn lớn hàng thứ nhì trên thế giới, nằm cách thủ đô Yemen khoảng 80 cây số theo hướng đông bắc, đang chứa 120.000 người tị nạn Syria. Người trong trại mong muốn chiến tranh mau kết thúc và cần có sự can thiệp của ngoại quốc. Ông Bilal Emery là một người trong trại nói rằng chế độ Al-Assad giống như mafia, có sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới. Ông ta hy vọng cuộc tấn công, dù giới hạn, cũng sẽ giúp cho quân đội tự do có thể nhanh chóng kiểm soát được thêm nhiều vùng trong nước. Một người khác trong trại nói rằng nếu các nước rút lui cũng không thành vấn đề. Họ là những kẻ hèn nhát. Họ đang nhìn người dân Syria bị tàn sát nhưng vẫn rút lui. Họ không có lương tâm. Ngày hôm qua, Quốc hội Anh Quốc đã bỏ phiếu chống lại việc tham gia can thiệp quân sự. Tổng thống Pháp François Hollande đã nói rằng lá phiếu của Quốc hội Anh sẽ không ảnh hưởng tới ý chí trừng phạt chế độ Al-Assad của Pháp. Ông Abu Nasser nói rằng ông ta ủng hộ không kích và phá hủy hoàn toàn chế độ Al-Assad, nếu không, ông Assad sẽ giết hết người dân trong nước. Vào ngày hôm qua, nhiều giới chức Hoa Kỳ nói rằng hiện chưa đủ bằng chứng kết luận ông Assad đã ra lệnh dùng vũ khí hóa học. Trong lúc đó, nhiều nước đồng minh Tây Phương nói rằng can thiệp quân sự mà không có mệnh lệnh Hội đồng Bảo an sẽ làm cho tình hình thêm nguy hiểm.